Đất rẻ Hòa Nguyễn xin kính chào toàn thể anh chị cô chú đã quan tâm đến nhà Hòa Đất trên kênh Đất rẻ Hòa Nguyễn. Hiện tại thì em đang ngồi ngay văn phòng bất động sản Anh Quy, số 9 đường tỉnh lộ 707, thôn Đại Thành, xã Mương Mát, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Thì bên em chuyên nhận ký gửi nhà Hòa Đất xe du lịch 4 đến 7 chỗ, hỗ trợ pháp lý các loại giấy tờ, nhận thi công thiết kế công trình nhà ở. Mọi chi tiết xin liên hệ 038 428 9936. Hôm nay Đất rẻ Hòa Nguyễn sẽ chia sẻ đến anh chị cô chú cái mảnh đất hơn một mẫu mốt ở thôn Ba Bào, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Và trước mặt anh chị cô chú là ngay quốc lộ 1A, hay là cây số 14 đó anh chị cô chú. Thì phía bên kia đường đó là cái đường mà nó đang làm ra nha anh chị cô chú. Từ đây xuống đó khoảng 7 cây. Và phía bên đây đường là cái đường vào đất nè. Và cũng là đi ngang cao tốc luôn ạ. Sau này cao tốc Long Thành Dầu Dây Sài Gòn sẽ đi xuống ngay đường này nè anh chị cô chú. Ngay đường nhựa này nè. Và cái miếng đất nó cách đường nhựa này khoảng 7 cây số nha. Rồi bây giờ anh chị cô chú cùng với em sẽ đi vào cái mảnh đất này, em sẽ quay chi tiết cho anh chị cô chú xem nha. Đây là cái con đường tỉnh lộ 707 nha anh chị cô chú, là đường dẫn vào cao tốc Long Thành Dầu Dây luôn đó. Là phía bên tay phải của anh chị cô chú là cái khu công nghiệp Hàm Thiện nha. Và hai bên đường này dân cư đông đúc nha anh chị cô chú. Mảnh đất đó cách quốc lộ 1A này khoảng 7 cây số, cách đô khoảng 14 cây và trung tâm phát triển khoảng 18 cây. Và sau này anh chị cô chú mà đi vào đất là đi cao tốc ra rẽ trái vào đất luôn, rất là gần. Trước mặt anh chị cô chú là nút giao cao tốc Dầu Dây Phan Thiết nha anh chị cô chú. Đường này đang làm nha. Từ ngay cao tốc này ra quốc lộ 1A đó là khoảng 2 cây. Còn đi vào đất là khoảng 5 cây. Và mảnh đất nó cách đường nhựa khoảng chừng 300 mét nha anh chị cô chú. Đất hai sổ rất đẹp, rất vuông vức, view suối. Em quay chi tiết luôn đó. Đây là nút giao cao tốc nha anh chị cô chú ơi. Nếu mà anh chị cô chú mà từ Sài Gòn ra đó, rẽ trái để vào đất, còn rẽ phải là để xuống quốc lộ 1A Novo ra Phan Thiết nha, rất gần nha. Đây xe nó chạy bụi mịt mù luôn, đường đang làm nha anh chị cô chú. Theo cái tiến độ là cuối năm nay là xong cao tốc đó, hy vọng là sẽ như vậy. Đây đường nút giao đang làm rất lớn nha. Ngay cây xăng Ba Bào nha anh chị cô chú. Và mảnh đất nó còn cách cái mặt đường nhựa này là khoảng 300 mét nha. Và cái đường đất kia là tương lai nó sẽ lên nhựa luôn.
tại vì cái đường này là đường lớn để đi các xã nhân dịch chú, và mà đất cách cái đường đất này khoảng 100 m, cách cái đường nhựa này khoảng 300 m. Đây, từ ngay cái ngã ba đường nhựa với đường đất này là vô đất là nó khoảng 300 m nha anh chị của chú. Xe hơi vô đến nơi nha. Cái mảnh đất này là nhà cửa nhà máy Thái nha anh chị của chú, rất là đẹp nha, đang xây dựng rất là lớn. Hiện tại là em đang đứng trên cái mảnh đất gần một mẫu 2 ở thôn Ba Bào, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận nha anh chị cô chú. Thì trên mảnh đất này có một cái ngôi nhà cấp 4 nha, đang ở bình thường rất đẹp nha. Và đất này ở cái khu vực là xin thổ lên thổ cư rất là vô tư nha. Điện nước là nước máy của nhà nước, điện là đã có bình đầy đủ. Đất này 2 sổ view suối nha anh chị cô chú. 2 sổ đất này gần như vương quốc, rất đẹp view suối nha. Thanh long này là thanh long đang ở cái tuổi sung sức cho trái nha anh chị cô chú, và chủ cũng chăm sóc rất là kỹ. Xung quanh đất này thì nhà cửa rất là đông, nhà là những nhà mái Thái rất là đẹp. Thì từ đây mà ra ngay chỗ cái đường nhựa là khoảng 300 m, ra cao tốc là khoảng 5 cây số, và ra Novo khoảng 12 cây, ra Phan Thiết là khoảng 18 cây nha. Đất view suối rất đẹp, 2 sổ vuông vức. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị cô chú tất cả các giấy tờ nha, hỗ trợ ra để ra sổ, hỗ trợ lên thổ cư cho anh chị cô chú nha. Thì ở đây là chủ thu về là 300 triệu một sào nhé anh chị cô chú. Em cũng nói thật luôn, chủ nói sao và em sẽ rao đúng vậy. Và anh chị cô chú khi đã xem clip về đất rẻ Hoàng Nguyễn thì chủ hơn rao 300, em cũng rao 300 thì không trả giá nha. Nếu anh chị cô chú đồng ý với cái mảnh đất này thì xuống làm việc trực tiếp với chủ. Có nhiều anh chị cô chú xem xong rồi cũng trả giá, em nói là giá cả chủ đưa ra là em rao đúng vậy và làm việc trực tiếp với chủ luôn. Và thường thường là em rao là không trả giá nha anh chị cô chú, rao sát giá luôn rồi đó. Đây em đang đi ra cái view suối đây. Thì mảnh đất này nó rất đẹp và rất yên bình để anh chị cô chú đầu tư sinh lời hoặc là đầu tư để xây biệt thự vườn. Vì phía sau nó là dòng suối và trước mặt nó là cái con đường nhựa để đi về thành phố hoặc đi ra các tỉnh miền Trung, đi xuống Phan Thiết, đi về trung tâm Nova World rất là tiện lợi. Thật ra mảnh đất này ông chủ ổng bán, lý do là ổng quá nhiều đất, ổng không làm nổi nữa ổng bán chứ không có nợ nần gì hết trong cái mảnh đất này nha. Cho nên chủ bán cái giá là cũng sát. Anh chị cô chú nào mà thấy hợp thì làm việc trực tiếp chứ không trả giá đây nữa nha anh chị cô chú. Thường thường là em rao những cái mảnh đất trước là chủ nợ ngân hàng mới bán không à. Còn mảnh đất này là chủ làm không nổi, nhiều đất quá. Đó, phía sau này là view suối nha. Phía sau này nè. Do cây nó mọc nên không thấy suối nha anh chị cô chú. Nhưng mà dọn trống rồi là cái phía suối nằm phía dưới đó. Đất rất đẹp.
Hồi sáng em có gửi sổ cho một anh ở Sài Gòn mà anh hỏi là có bán lẻ một sổ không. Em có hỏi chủ thì chủ nói là không bán lẻ nha, bán là bán luôn hai sổ. Đất rất đẹp, rất yên bình để xây biệt thự vườn, nghỉ dưỡng hoặc là chăn nuôi. Vì đây nó cũng gần suối. Đó. Phía xa xa là những cái ngôi nhà Thái rất là đẹp. Đường xe hơi vào đến nhà nha anh chị cô chú. Có sẵn hồ chứa nước để mà lấy nước tưới cho thanh long nha. Đây cái ao đây, cái ao cái hồ đây, chị cô chú thấy không? Này có bông súng luôn, này có cá dưới nè, rất là đẹp nha anh chị cô chú. Thì em quay cái clip này rất cặn kẽ. Nếu anh chị cô chú mà thật sự quan tâm để đầu tư hoặc là để ở thì xin hãy xem hết clip nha. Đôi khi anh chị cô chú không có xem clip, điện hỏi thì em vẫn trả lời vui vẻ, tư vấn bình thường. Nhưng mà hy vọng anh chị cô chú xem hết clip, vì em quay từ ngay cái ngã ba cây số 14, sau này nó sẽ là ngã tư đi vào tới đất luôn, dường như là chi tiết. Vì vậy kính mong anh chị cô chú xem hết clip nếu thật sự thấy mảnh đất này cần đầu tư để ở và để xin lời. Thanh long là thanh long đang độ tuổi là cho thu hoạch nha. Chủ cũng chăm sóc rất tốt. Ổng nhiều đất quá ổng bán. Ổng bán bớt. Xa xa là những ngôi nhà mái Thái anh chị cô chú thấy không? Đất rất đẹp luôn. Rồi một lần nữa đất rẻ Hòa Nguyễn xin thông tin lại cái mảnh đất gần 1 mẫu 2 hay là 12 sào đó ở thôn Ba Bào, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Chủ thu về là 300 triệu một sào và khu vực này nhà cửa đông đúc, điện nước của nhà nước, nước máy nhà nước luôn. Thuận tiện đi về các nơi. Rất gần trung tâm Nova World, gần cao tốc. Rất yên bình để anh chị cô chú xây biệt thự vườn hoặc để làm trang trại. Em rất mong sau khi em đăng cái clip này, anh chị cô chú sẽ có duyên và gọi điện cho em qua số điện thoại em để trên cái phần tiêu đề trên kênh Đất Rẻ Hòa Nguyễn. Em xin chào và mong sớm gặp lại anh chị cô chú.